Dự báo thời tiết chiều và đêm 19 tháng 9. Phía Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, riêng vùng núi có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, chiều và đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ.